Hoa hậu Kỳ Duyên khoát tay Tình Tử, nép sát vào bạn trai đại gia. Nghi vấn về bạn trai của Kỳ Duyên rộ lên từ show diễn thời trang của nhà thiết kế Hoàng Hải vào tối ngày 25 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, bộ váy mà Hoa hậu Việt Nam 2014 mặc đã được một vị doanh nhân trẻ tên Sơn nhiệt tình tham gia đấu giá và mua với giá 7.000 USD. Khi giao lưu trên sân khấu, người đẹp tỏ ra ngượng ngùng. Và rụt rè đứng cạnh vị doanh nhân. Ngoài ra, trong lúc anh trả giá mua bộ đầm, cô còn tặng cho anh nụ hôn gió. Chàng doanh nhân có ngoại hình bảnh bao chững chạc được khán giả đánh giá xứng đôi vừa lứa với Hoa hậu Kỳ Duyên. Trong suốt show thời trang, chàng trai ngồi cạnh mẹ của Hoa hậu và trò chuyện khá thân mật. Mặc dù không lên tiếng xác nhận, nhưng mới đây, hình ảnh thân mật của Kỳ Duyên và bạn trai soái ca đã phần nào chứng minh mối quan hệ của hai người. Đôi uyên ương ngồi cạnh nhau rất thoải mái ở hậu trường show diễn của nhà thiết kế Hoàng Hải. Người đẹp 19 tuổi khoác tay bạn trai Tình Tứ trong lúc trò chuyện với anh. Trong một bài phỏng vấn gần đây, cô hé lộ mình và bạn trai đang trong quá trình tìm hiểu. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi nhưng rất chín chắn và trưởng thành. Anh du học từ bé, gia đình cũng dạy anh biết độc lập từ nhỏ, nên dù còn khá trẻ nhưng anh đã trưởng thành hơn độ tuổi, cô tâm sự. Bạn trai đại gia của Kỳ Duyên tên đầy đủ là Tạ Công Sơn, sinh năm 1991. Anh đang là giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn ở Bình Phước. Cặp đôi mới bén duyên được vài tháng, từ khi Hoa hậu chuyển vào Sài Gòn sinh sống và học tập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.